nhân Đức Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn tông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cô ông bà, anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp cũng như thánh lễ trực tuyến. Suốt 3 năm trời, Đức Giêsu rảo qua nhiều vùng đất Do Thái để loan báo tin mừng, chữa bệnh, trừ quỷ, làm nhiều phép lạ. Nhưng không mấy ai biết đích xác Ngài là ai. Họ tưởng Ngài là Gioan Tẩy Giả, ngôn sứ Elia hay một ngôn sứ nào khác. Đức Giêsu cũng đã hỏi các môn đệ: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô đại diện cho nhóm 12 trả lời: thầy là Đấng Kitô. Đức Giêsu muốn mặc khải cho họ biết Ngài chính là Đức Kitô, nhưng không phải là một Đức Kitô oai phong hiển hách mà chiến thắng như người Do Thái lầm tưởng, nhưng là một Đức Kitô nhẫn nhục, hiền lành, hiến mạng sống mình để cứu độ con người. Đức Giêsu cũng hỏi mỗi người chúng ta: phần con nghĩ thầy là ai? Phải chăng Đức Giêsu chỉ là một thần tượng như bao thần tượng khác, hay khá hơn chỉ là một siêu nhân, là một thẩm phán khắt khe nghiêm khắc, một vị thần tài hay một tấm phao cứu hộ? Chúng ta mạnh dạn lựa chọn và dứt khoát bước theo con đường của Đức Giêsu chưa? Nếu chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là Đấng cứu thế duy nhất đã đi con đường của thập giá, con đường của hy sinh phục vụ, thì chúng ta cũng phải đi con đường ấy, con đường mang lại sự bình an và ơn cứu độ. Xin cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ này biết tôn vinh Đức Giêsu là thần tượng duy nhất của cuộc đời của mỗi người chúng ta, và chúng ta chạy đến với Ngài, bước theo Ngài trên con đường yêu thương và phục vụ. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý cụ ông bà, anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tiếp cũng như thánh lễ trực tuyến. Chuyên gia và các hâm mộ môn thể thao bóng đá đều hâm mộ Pelé, vua bóng đá thế giới, bởi vì vua bóng đá thế giới này đã ghi 1.278 bàn thắng. Và tất cả họ đã thần tượng anh vua bóng đá này. Và ngày 1 tháng 10 năm 1977, trên sân vận động tại New York, trước nhiều khán giả hâm mộ bóng đá, thì vua bóng đá Pelé tuyên bố giã từ đời cầu thủ. Một phóng viên hỏi vua cầu thủ này: Pelé, anh đang là thần tượng của hàng triệu bạn trẻ, vậy trong cuộc đời anh có thần tượng nào không? Pelé chỉ vào cây thánh giá đang đeo trước ngực và trả lời: có chứ, thần tượng của tôi chính là Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cuộc đời người ta cũng đặt ra nhiều những thần tượng. Họ có thể thần tượng của họ là cầu thủ bóng đá, thần tượng của họ là ca sĩ, thần tượng của họ là hoa hậu, thần tượng của họ là diễn viên, vân vân. Nhiều người đã sống rập theo mẫu thần tượng của mình, và đến một lúc nào đó, thần tượng của mình bị chìm vào quên lãng hay sụp đổ, họ đau khổ, thất vọng, và có nhiều người đã tìm đến cái chết. Sau những ngày thầy trò Giêsu vất vả ngược xuôi để rao giảng lời của Thiên Chúa, Chúa Giêsu muốn chờ đợi một câu trả lời rõ ràng và đầy đủ hơn từ phía các môn đệ, là những người đã theo Ngài, ở với Ngài, nghe Ngài giảng, thấy những dấu lạ Ngài làm. Ngài không trực tiếp nói cho họ biết rõ căn tính của mình, nhưng để họ tự khám phá ra.
Người ta nói thầy là ai? Các môn đệ đáp: họ bảo thầy là Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó. Đúng thế, người Do Thái nhìn nhận các ngôn sứ là người giao giảng một giáo thuyết nào đó, làm một số việc lạ lùng nào đó hơn người, nhưng nhiều khi cũng quấy rầy cuộc sống bình an của họ. Bởi thế họ đã không ngại ngùng bắt Elia, bỏ tù Giê-rê-mi-a, chém đầu Gioan Tẩy Giả và đã đóng đinh Đức Giê-xu. Đối với Đức Giê-xu, Ngài không quan trọng về lời nhận định của người Do Thái, nhưng Ngài muốn nghe tiếng nói của con tim của những người sống gắn bó hàng ngày với Ngài. Cho nên Đức Giê-xu hỏi tiếp: còn anh em bảo thầy là ai? Phê-rô đại diện cho cả nhóm nói lên niềm xác tín của mình: thầy là Đấng Kitô. Phê-rô trả lời hoàn toàn đúng, nhưng cái nhìn của ông về Đức Kitô cũng như cái nhìn của người về người Do Thái về một Đấng luôn chiến thắng, hiển hách và oai phong. Đức Giê-xu muốn mặc khải cho Phê-rô và các môn đệ hiểu về Đấng Kitô đúng nghĩa như lời ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe về người tôi tớ của Gia-vê, vô tội và chịu nhiều đau khổ vì tội loài người. Và chính Đức Giê-xu làm ứng nghiệm lời ngôn sứ, Ngài chịu nàn, chịu chết trên thập giá để cứu độ con người. Bởi vì Đức Giê-xu biết rõ đâu là con đường và cách mà Chúa Cha mong muốn và đâu là con đường thế gian chờ đợi Ngài. Phê-rô đã choáng váng khi được thầy mình tiên báo về cuộc tử nạn. Ông ngăn cản ý định đó, nhưng đã bị Đức Giê-xu của trách ngay: Sa-tan lui ra đằng sau, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của con người. Phê-rô chỉ hiểu theo cách tính toán của con người, mà ý của Thiên Chúa lại vượt trên sự tính toán, sự khôn ngoan của con người. Vì con đường theo thầy Giê-xu là con đường hẹp, ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo tôi. Vì con đường theo thầy Giê-xu là con đường từ bỏ chính mình, dám liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô và vì tin mừng. Vì con đường theo thầy Giê-xu là con đường chấp nhận và dấn thân cách triệt để thánh ý của Chúa được thể hiện trong cuộc đời của những ai theo Ngài. Vì con đường theo thầy Giê-xu, mặc dù đã từ bỏ cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp, tài sản, nhưng cái tôi ích kỷ vẫn đeo bám chúng ta trên con đường theo Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, không ít thì nhiều, mỗi người chúng ta đều bị cám dỗ đam mê với những thần tượng riêng của mình. Có thứ thần tượng thuộc lãnh vực tâm linh, có những thần tượng thuộc cá nhân hay một nhóm, có những thần tượng là vật chất, là tiền bạc, là danh vọng, là lạc thú. Có những lúc chúng ta quá say mê thần tượng đến độ chúng ta quên Chúa hay đặt Chúa ở dưới thần tượng của mình. Có những lúc chúng ta sủng ái thần tượng đến nỗi vắng bóng mặt thần tượng đó, chúng ta không thể làm được gì, chúng ta khó giữ đạo, sống đạo hẳn hoi. Có những lúc chúng ta yêu mến thần tượng đến nỗi phải đến tận nơi để thấy tận mắt và để nghe tận tai những gì thần tượng đó nói và hành động. Hôm nay chúng ta trở về với lòng mình, với trái tim của mình, để sống với thần tượng Giê-xu trong hành trình theo Ngài. Chúng ta thần tượng Giê-xu vì Ngài có cội nguồn từ Thiên Chúa, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa mà bởi Thiên Chúa mà đến. Chúng ta thần tượng Giê-xu bởi vì Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta thần tượng Giê-xu vì giọng của Ngài không hát hay như ca sĩ, nhưng lời Ngài là ánh sáng chỉ đường cho mỗi người chúng ta đi theo. Chúng ta thần tượng Giê-xu vì hiến chương và hiến pháp của Ngài không phải là những con chữ dày tỉ mỉ, nhưng là tin mừng và giới luật yêu thương.
Chúng ta thần tượng Giê-xu vì Ngài không có ngoại hình bắt mắt như các minh tinh màn bạc, nhưng Ngài có một trái tim của người cha luôn yêu thương và trao ban. Chúng ta thần tượng Giê-xu vì không chỉ lời tuyên xưng Ngài bằng môi bằng miệng, nhưng bằng chứng từ trong cuộc sống, như bài đọc 2 chúng ta vừa nghe: đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Chúng ta thần tượng Giê-xu vì Ngài không vẽ con đường của Ngài đi là con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, con đường đầy nhung lụa, nhưng là con đường từ bỏ vác thập giá mỗi ngày mà theo Ngài. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đã có nhiều người thần tượng Pele, vua đá bóng thế giới, nhưng cầu thủ này đã thần tượng Chúa Giê-xu. Chúng ta cũng học hỏi nơi cầu thủ nổi tiếng này, và nhất là chúng ta được chính lời Chúa soi lòng mở trí cùng với lời vang vọng của Thánh Phê-rô chúng ta vừa nghe, chúng ta cũng mạnh dạn xác tín rằng Đức Kitô mới là thần tượng đầy đủ ý nghĩa nhất của cuộc đời tôi. Để mỗi ngày chúng ta sẵn sàng bước theo, nên giống và làm những gì thần tượng Giê-xu muốn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nên giống thần tượng Giê-xu đòi hỏi sự từ bỏ cái tôi ích kỷ, bỏ đi ý riêng, bỏ đi tính tham lam, hận thù, bất hòa, bỏ đi con người giả tạo, đạo đức giả, và bỏ đi con người tội lỗi của mình, để tinh thần và giới răn của thần tượng Giê-xu đi vào trong con người và cuộc đời của mỗi người chúng ta. Bắt chước thần tượng Giê-xu đã đi vào con đường khổ nạn của Thầy Chí Thánh, bước theo từng bước đi của Ngài là góp phần làm dịu nỗi khổ đau của kiếp nhân sinh. Bắt chước Đức Giê-xu thần tượng của mình bằng lời nói và hành động để chia sẻ với anh chị em, những người đang đau khổ, những người nghèo đói vì dịch bệnh COVID-19. Bắt chước thần tượng Giê-xu là kết hiệp với mầu nhiệm từ nạn phục sinh của Con Chúa để cầu nguyện cho anh chị em, những người đã qua đời vì đại dịch COVID-19, bước vào niềm vui phục sinh của Đức Kitô. Bắt chước thần tượng Giê-xu đã nâng đỡ những ai đang gục ngã trên con đường vì sức nặng của thập giá, để họ tiếp tục bước đi trong hành trình tiến về nhà cha trên trời. Và chỉ khi nhìn vào sâu thẳm của tâm hồn, chúng ta mới cảm nghiệm sự kết hiệp và lên giống thần tượng của mình. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cống cánh, cha nào con ấy, thầy nào trò ấy. Xin cho thần tượng Giê-xu cho chúng con ơn can đảm nhìn lại đời sống của chúng con, để chúng con luôn xác định thần tượng của mỗi người chúng con và bước theo cách triệt để và trung thành. Như Thánh Phaolô đã nói: tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con xin chọn Chúa làm thần tượng của đời sống chúng con, và chúng con xin dành chỗ nhất cho Chúa trong trái tim của chúng con. Amen.